võ đạo Việt Nam, tinh thần, linh hồn, chân khí là tình thương, tình nhân đạo, nhân đạo tính của con người Việt Nam. Trở lại xà. Con xà sao mà nó chẻ mẹ cái mày chết rồi. Thấy xà không? Thu về một mối. Rồi mình đánh đối phương. Chụp búp. Thu về một mối. Một mối. Không đánh về cũng đỡ. Tưởng đỡ được. Làm sao đỡ được? Tới rồi, nó đánh này ba đòn. Nó cấp kỳ vậy đó. Đánh này. Làm sao tao ra? Không có ra được. Hiểu sư phụ nói. Ghiền cứng ngắc. Y nhạt vậy nha. Như thế này nè, ý thức của mình. Ý thức. Cái ý thức phải có. Còn đánh ít bất, mình không biết. Giờ tao đánh, tao biết. Giờ này thấy không? Dừng lại được rồi tao điểm cái rồi sao còn rung không đến tay thì buồn thì tấn công người là mình đem mình vô chỗ chết
Đá đi. Đá lại coi. Em dễ sợ lắm. Nhưng tao lực tài căng. Ngọc mạng, em chụp ta. Phải cảm nhận hai nhát không? Trời. Cái cơ sở mình rất rõ, dễ sợ. Ba cái. Một khách nam, mình làm được ba việc. Mà thần kinh làm được có một việc thôi. Đỡ là đỡ thôi. Thì trong sức Nga đỡ. Mình làm ba việc. Tất cả những ai là người Việt Nam đều có chung dòng máu Lạc Hồng, dòng máu con rồng cháu tiên. Chúng ta tự hào với truyền thống vẻ vang của cha anh đã để lại cho chúng ta biết bao những chiến thắng lẫy lừng trong suốt chiều dài 4.000 năm lịch sử của dân tộc. Những chiến thắng như Bạch Đằng, Trương Dương, Hàm Tử, chiến thắng Điện Biên Phủ hay chiến thắng mùa xuân năm 1975. Quý vị thân mến, một trong những di sản quý báu mà cha ông đã để lại cho chúng ta đó chính là tinh thần thượng võ, là những môn võ cổ truyền của dân tộc. Võ cổ truyền chính là tinh hoa của văn hóa dân tộc. Ban truyền hình đối ngoại Việt Nam đã phát động cuộc thi Ngôi sao võ thuật Việt Nam toàn cầu để nhằm tôn vinh tinh thần võ học của dân tộc và tìm kiếm những gương mặt ngôi sao võ thuật trên điện ảnh mới. Và ngày hôm nay là đêm gala, đêm tổng kết của chương trình trong một năm, và chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị những gương mặt xuất sắc trong năm vừa qua. Linh Pháp Xuân Điển Nam Huỳnh Đạo. Môn phái Nam Huỳnh Đạo đặt nền tảng đầu tiên cho sinh lực bản thể là nội công, tức căn cơ toàn diện, kiến tạo năng lực sống cao nhất, bền vững nhất cho con người. Cụ thể là hôn đúc năm sinh lực cho hành giả là kim lực, mộc lực, thủy lực, hỏa lực, thổ lực, và môn phái lấy kình, khí, mạch làm cơ sở tu dưỡng và thăng hoa. Đây là trận đấu cơ bản của môn phái Nam Huỳnh Đạo.